Hello, welcome back to Beautiful Life Channel. Buổi trưa thì không có gì tuyệt vời bằng việc chúng ta có một cái ly nước thật là mát để uống ha. It's pretty cool, right? Hôm nay chúng ta sẽ nói về nước. Let's talk about water. Và nước á, như chúng ta biết thì nó có 3 cái trạng thái. Thứ nhất là liquid, tức là thể lỏng. Solid, tức là thể rắn. Và gas, là thể khí. Water has 3 different states: liquid, solid and gas. State, tức là cái trạng thái của nó ha. Và thông thường mình biết là cái solid, tức là thể rắn của nó, thường thường nó nằm ở dạng ice, tức là những cái cục đá đó. Và điều thứ hai đó là pure water has no smell or taste. Cái pure water, tức là cái nước mà nước tinh khiết đó, thì nó sẽ không có mùi, no smell, và không có vị, no taste. Okay? Thường thường á, rất là hiếm khi mình được uống cái nước tinh khiết, đúng không? Đa số là cái nước của mình nó có những cái chất này, chất nọ, những cái chất khử khuẩn này nọ đó. Nên là ai mà được uống pure water, that's the best one. Và điều thứ ba đó là water covers around 70% of the earth's surface. Động từ cover có nghĩa là chiếm. Và nước của chúng ta chiếm khoảng là 70%, 70% of the earth's surface. Surface tức là cái bề mặt của trái đất, đúng không? The earth, right? Mình đừng có đọc là surface. Surface là không đúng, mà đọc là surface. Okay? Right, see you next time. And it's time to drink water.